Rồi, chào các bạn, hôm nay ra đường buổi trưa. Giờ cơm trưa 11:30 luôn. Xong xuôi hết ra đường giữa trưa. Giờ đi đi xuống quận 9 chơi ha. Đi ngõ Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng qua Hai Vạn Tân. Rồi tới ngã tư Thủ Đức, mình sẽ quẹo xuống xa lộ Hà Nội để ra khu du lịch Suối Tiên. Nhưng mà không có vào Suối Tiên. Từ Suối Tiên đó sẽ đi thẳng tiếp. Điểm cần đến hôm nay là công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở quận 9 ha. Thấy nó cũng khá là có tiền đó. Mong là sư thuận buồm xuôi gió tìm kiếm dễ dàng, tại vì thấy trên bản đồ thôi chứ thực tế mình cũng chưa đi cho nên chưa có biết ha. Bây giờ muốn mò mẫm đi, thấy công viên cũng khá là quy mô, mấy tám trăm xa để xem coi như thế nào ha. Thấy nó ghi là tái hiện lại cái khu đền thờ vô hùng Tá Phi Tha nè, rồi cái khu thời kỳ văn hóa, rồi thời kỳ cận đại như khu đại gì đó. Xe miễn phí ha, hình là thờ tổ. Rồi chơi chút. Thờ tổ Thiên Hoàng và chiếu vào giấc này ăn dỗ tổ Thiên Hoàng. Nhưng mà không phải đâu, Phượng Hoàng chắc không tới đây cái khu này để ca đâu, là một cái làng hơi có chất giọng không giống thôi. Thôi đi đi để mà không trễ. Nghe ca cổ cải lương thì rất là nhiều chỗ để nghe ha. Cứ xuống thẳng ngay cái chùa Nghệ Sĩ đó, đối diện với chùa Nghệ Sĩ đó có quán cà phê ca cổ thôi, vừa đàn vừa hát liên tục. Bữa mình có chạy ngang xuống cái chùa Nghệ Sĩ rồi đó, thấy ca liên tục, tất cả mọi người ở đó thì rất là mê ca cổ. Đi xuống quận 9 cũng không hơi xa cho nên thôi đi từ sớm, đứng đó để nghe cả cổ được thôi. Đây là dỗ tổ Kim Hoàng, người ta tổ chức cũng không biết bữa nào, dưới ngày mấy ha. Bà chuyển ở dưới quận 5 cũng có một cái nhà thờ tổ Kim Hoàng kế bên cái gì đồng bộ. Đang chạy trên Phạm Văn Đồng thôi.
Bên tay phải là quốc lộ 13 ta. Đây là Vĩnh Thạnh rồi đó.
quẹo vô cái đường bé bé ở Bình Thuận đó, bên kia là đường số 20. Cái đường này qua cái đường mới thôi.